Đối với những bạn hoạt động sản xuất như làm đồ handmade chất liệu vải thì không thể nào thiếu được các loại keo dán, đây là chất kết dính các vật dụng và tạo nên những sản phẩm tuyệt vời nhất. Keo dán vải chịu nhiệt hàng Nhật dính siêu bền chắc ship ngay trong ngày, keo dán vải Nhật nội địa là loại keo rất được các chị em ưa chuộng bởi tính an toàn cũng như độ kết dính của keo. Tiếp keo nhỏ nhưng dán khá chắc chắn, rất thích hợp để làm các phụ kiện cho vải, không gây hại cho da, dùng để hòa với kim tuyến dán lên áo hoặc vẽ lên các SP vải thủ công. Sản phẩm dạng gel trong suốt dùng cực nhanh, không tốn thời gian như may vá thông thường, keo dán vải chịu nhiệt của Nhật Bản chất liệu an toàn, dễ sử dụng, kết dính trên bề mặt vải tối đa và hiệu quả nhất. Sản phẩm keo dán vải nội địa Nhật hàng chính hãng uy tín, chất lượng keo dán vải chịu nhiệt của Nhật Bản keo chuyên dụng dành cho vải, không gây hại cho da, dùng để hòa với kim tuyến dán lên áo hoặc vẽ lên các SP vải thủ công, ngoài ra keo còn có công dụng dán giấy, đính cườm, đính kim tuyến, rất chắc chắn và khi khô thì nhìn trong suốt, rất thích hợp cho việc trang trí thông tin sản phẩm, dung lượng, 17 g màu sắc, trong suốt, loại, chất kết dính, thành phần, 35% urethane silylated nhựa, 65% nước. Keo dán vải chỉ phát huy hết khả năng trên bề mặt vải dày như jean hay kaki, còn những loại vải mỏng như gen hay van, thì khả năng kết dính gần như là không có. Để tránh tình trạng hư hỏng vải, bạn nên vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Phẩy chấm, rất nhanh và rất tiện lợi, phù hợp cho cả phụ nữ và nam giới. Có thể dính, làm túi mà không cần kim chỉ, xem thêm, đồng hồ để bàn mini có báo thức hàng Nhật chạy pin cao cấp hiện đại, mua ngay tại đây, cách sử dụng rất dễ dàng, an toàn, bước 1 làm sạch nơi cần dán, nhớ chọn mặt trái của sản phẩm để bôi keo, bước 2, để dán chắc chắn hơn bạn có thể mở rộng vị trí bôi keo dán. Bước 3, dùng bàn ủi là qua một vài lượt nhiệt độ trung bình khô, 140 đến 160, lưu ý, chỉ nên sử dụng trên bề mặt vải dày như jean hay kaki, còn những loại vải mỏng như gen hay van, thì khả năng kết dính gần như là không có, với tốc độ bám dính cực nhanh, tiết kiệm tối đa thời gian của bạn, một tiếp có dung lượng 17 g và dung lượng 45 g tùy mục đích sử dụng của các bạn để lựa chọn hợp lý. Nếu bạn đang sinh sống hoặc có người thân bên Nhật thì việc mua keo dán quá đỗi đơn giản rồi. Còn nếu bạn không có người thân sống tại Nhật, không có tài khoản thanh toán quốc tế hoặc cản trở về ngôn ngữ thì chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện việc mua sắm theo hướng dẫn dưới đây. Bước 1: Truy cập trang amazon.jp tìm kiếm lựa chọn sản phẩm mà bạn thích. Hoặc bạn có thể gửi ảnh, thông tin, link, mã sản phẩm để shop Nhật Việt tìm kiếm. Bước 2: Chúng tôi sẽ gọi điện báo giá cho khách hàng, bao gồm giá sản phẩm cũng như các chi phí, phí nhập khẩu hải quan, phí vận chuyển từ Nhật về Việt Nam, phí xử lý giao dịch. Các bạn cần xác nhận đặt hàng nếu chấp nhận giá cả sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bước 3, thanh toán tạm ứng, thực hiện thanh toán tạm ứng tối thiểu 50% cho đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt tại văn phòng. Khách hàng sẽ xác nhận đơn hàng để shop Nhật Việt mua hàng giúp bạn. Việc còn lại của bạn là chờ nhận hàng tại Việt Nam sau 14 21 ngày xử lý đơn hàng. Bước 4, tất toán và nhận hàng tại Việt Nam sau khi hàng về việt nam khách hàng thực hiện tất toán các chi phí còn lại và nhận hàng tận nhà tại việt nam shop nhật việt chúng tôi là địa chỉ mua hộ hàng nhật hàng chuẩn nội địa nhật uy tín nhất hiện nay shop đã hoạt động từ chục năm nay chuyên nhận mua hộ hàng từ nhật về việt nam với giá cả hợp lý cực kỳ uy tín và đảm bảo Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo một số mặt hàng khác như trang sức second hand Nhật, lô bút mông blanc cũ. Chúng tôi thường hay order về cho khách liên hệ với shop Nhật Việt qua hotline 0983 13.15.28 để được tư vấn trực tiếp.